Chào mừng các bạn đã đến với video giới thiệu về tính năng dõi hàng trên hệ thống Udo được thực hiện bởi công ty BSD. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tính năng của dõi hàng như là tìm kiếm một sản phẩm trên dõi hàng, hiểu về các màu sắc, trạng thái của sản phẩm đó. Chúng ta có thể thực hiện các thao tác quan tâm giữ chỗ sản phẩm trực tiếp trên dõi hàng. Bên cạnh đó, dõi hàng còn hỗ trợ các tính năng xem hình ảnh, xem video, xem các danh sách giữ chỗ của sản phẩm. Trước khi đi vào phần dõi hàng thì mình sẽ nói sơ về giải pháp tổng thể mà Udo cung cấp cho chúng ta. Đầu tiên là về dự án, các thông tin như là hình ảnh của dự án, sản phẩm trong dự án, chính sách bán hàng, dõi hàng, tất cả các thông tin này đều được nhập liệu, lưu trữ và tìm kiếm một cách dễ dàng mà không giới hạn. Tiếp theo, về phần kinh doanh thì chúng ta có các hoạt động kinh doanh như là mở đợt mở bán, giữ chỗ thiện chí, bản tính giá, đặt cọc. Các nghiệp vụ này sẽ tập trung hỗ trợ cho khách hàng và nhân viên sale. Khi mà các nghiệp vụ được thực hiện trên hệ thống thì hệ thống sẽ đánh số phiếu hiển thị, các số liệu liên quan và tình trạng của nó, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng theo dõi đánh giá được giá trị tiềm năng của các sản phẩm, các dự án và các khách hàng đã được chúng ta quản lý trước đó. Kế tiếp là dịch vụ. Thì giải pháp nó sẽ cung cấp các dịch vụ như là làm hợp đồng, phụ lục, chuyển nhượng, thanh lý kết thúc hợp đồng, postal và helpdesk đều được Udo phát triển với một cái quy trình đơn giản, sẽ giúp cập nhật và thực hiện một cách nhanh chóng nhằm nâng cao sự hài lòng và trải nghiệm cho khách hàng. Cuối cùng là phần thanh toán. Với góc nhìn toàn cảnh về thanh toán, hệ thống sẽ thông báo đến nhân viên các lịch thanh toán, các thông báo trễ hạn thanh toán hay là số tiền nộp phạt, để chúng ta có thể theo dõi kế toán một cách chính xác và kịp thời nhất. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trên hệ thống thực tế. Về việc ứng dụng Udo vào ngành bất động sản thì như các bạn có thể thấy, đây là màn hình chức năng của hệ thống. Chúng ta có thể tiến hành quản lý các thông tin, dữ liệu của ngành bất động sản như là quản lý dự án, sản phẩm, các đợt mở bán, thông tin về dõi hàng. Và tính năng dõi hàng trên Udo là nội dung chính trong video ngày hôm nay của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cần theo dõi các thao tác có thể thực hiện trên dõi hàng. Đầu tiên chúng ta cần mở dõi hàng ra bằng cách nhấn vào tính năng dõi hàng trên màn hình của hệ thống. Trên màn hình của hệ thống thì đang là giao diện của dõi hàng ngành bất động sản. Chúng ta có thể thấy hệ thống đang hiển thị các mục thông tin liên quan đến sản phẩm căn hộ mà chúng ta cần tìm kiếm. Mình sẽ chọn dựa theo dự án của GLT. Ở đây nó sẽ có một cái liên kết, khi mà chúng ta nhấn vào nó sẽ hiển thị thông tin liên quan đến dự án. Ngoài tìm kiếm căn hộ dựa vào mã dự án thì chúng ta có thể tìm kiếm dựa theo đợt mở bán, mã của căn hộ, giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu, hướng nhìn của sản phẩm, vân vân. Sau khi nhấn tìm thì chúng ta có thể thấy đây là kết quả hiển thị sau khi mà chúng ta tìm theo dự án GLT. Kết quả hiển thị cho chúng ta là dự án GLT có tổng cộng là 5 tòa nhà, theo thứ tự từ Tower 01 cho tới Tower 05. Bên cạnh là số lượng căn hộ bên trong mỗi tòa nhà. Chúng ta có thể thấy được tổng quan về trạng thái của tòa nhà theo thứ tự từ trái sang phải. Ở tòa nhà 02 này, nó có số lượng căn hộ là 138 căn hộ. Vì đã có đợt mở bán cho nên có tổng cộng 129 căn hộ đang trong trạng thái là sẵn sàng để bán. 4 căn hộ đã được giữ chỗ, 1 căn hộ đã được đặt chỗ, 1 căn hộ đã được đặt cọc, 2 căn hộ đã thu cọc, 1 căn hộ đã hoàn tất đặt cọc, còn lại thì không có căn hộ nào. Để chi tiết thêm thông tin của tòa nhà 02 thì chúng ta có thể nhấn vào nó. Chúng ta có thể thấy rõ các thông tin về các tầng, số lượng sản phẩm trong các tầng và các ô màu tương ứng cho trạng thái của căn hộ trong tầng đó. Tương tự với tòa nhà thì ở trong tầng 1 này nó có 6 sản phẩm, trong đó có một sản phẩm đang trạng thái là đặt cọc, một trạng thái là chuyển cọc, hai căn hộ là trong trạng thái là đã thu cọc, một căn hộ là hoàn tất đặt cọc, còn lại thì không có căn hộ nào. Để chi tiết thêm về các tầng thì chúng ta sẽ nhấn vào nó. Ở mỗi tầng nó sẽ có các ô như thế này. Ở mỗi ô thì nó sẽ tượng trưng cho một căn hộ và có các thông tin như là mã căn hộ và giá bán. Thì giá bán là giá bán chính thức của sản phẩm đó. Thông tin này đã được người dùng khai báo trước đó và được hệ thống cập nhật sang màn hình của dõi hàng. Về thông tin giữ chỗ, nó sẽ thể hiện thông tin số lượng khách hàng giữ chỗ cho sản phẩm, cho căn hộ này quan tâm,
là thể hiện thông tin số lượng khách hàng quan tâm đối với sản phẩm. User có thể thực hiện quan tâm bằng cách nhấn vào và chọn quan tâm, chọn tên khách hàng và xác nhận. Lúc này, số lượng quan tâm từ 0 nó sẽ tăng lên thành 1. Để chi tiết thêm về thông tin của sản phẩm, mà sản phẩm ở đây chính là căn hộ, chúng ta có thể nhấn vào thì lúc này chi tiết về sản phẩm sẽ được hiện lên. Chúng ta có thể thấy các thông tin như là diện tích sử dụng, đợt mở bán của sản phẩm, hướng nhìn, hướng của căn hộ, loại căn hộ, thì các thông tin này đều được khai báo và hệ thống sẽ tự động cập nhật lên giỏ hàng. Về giỏ hàng, chúng ta có thể tạo giữ chỗ bằng một cách rất là đơn giản, như là nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp tạo nhấn vào giữ chỗ trên màn hình của giỏ hàng, thì điền tên của khách hàng và xác nhận. Sau khi mà bấm xác nhận thì hệ thống sẽ cập nhật số lượng khách hàng giữ chỗ lên trên hệ thống. Chúng ta có thể xem danh sách giữ chỗ của sản phẩm trên giỏ hàng bằng cách nhấn vào sản phẩm mà chúng ta muốn xem. Lúc này thì hệ thống sẽ hiển thị cho chúng ta các thông tin về mã giữ chỗ, khách hàng, thứ tự ưu tiên của họ trên căn hộ này, các thông tin liên quan như là ngày hết hạn, nhân viên kinh doanh, môi giới. Về giữ chỗ thì chúng ta sẽ thực hiện giữ chỗ cho hai loại sản phẩm, thực hiện giữ chỗ trên sản phẩm chưa có đợt mở bán và thực hiện giữ chỗ trên sản phẩm đã có đợt mở bán. Ở đây chúng ta có thể thấy ở Tower 03 thì chúng ta chưa tạo đợt mở bán cho nó, thì tất cả sản phẩm đều nằm ở trong trạng thái là chuẩn bị bán. Để thực hiện giữ chỗ thì chúng ta sẽ nhấn vào tòa nhà mà chúng ta muốn giữ chỗ, chọn giữ chỗ và nhập tên khách hàng. Sau khi mà xác nhận thì chúng ta đã sản phẩm này đã có một giữ chỗ. Sau khi mà hoàn tất thao tác giữ chỗ, chúng ta mở chi tiết của một sản phẩm lên. Như các bạn có thể thấy thì đây là thông tin về khách hàng và sản phẩm mà mình đã thực hiện giữ chỗ. Ở đây thì số thứ tự ưu tiên chưa hiển thị lên. Để mà nó hiển thị lên số thứ tự ưu tiên, chúng ta cần thanh toán cho mã giữ chỗ này. Nhấn vào thanh toán và tạo. Sau khi mà xác nhận thì khi mà quay về giỏ hàng, chúng ta đã thấy là sản phẩm đã có thứ tự ưu tiên. Đối với việc giữ chỗ cho những sản phẩm đã có đợt mở bán, ở đây là tòa nhà 02 đã có đợt mở bán, cho nên tất cả các sản phẩm đều đang ở trạng thái là sẵn sàng để bán. Mình sẽ chọn một sản phẩm, mình tiến hành giữ chỗ, chọn tên khách hàng và xác nhận. Thì lúc này giữ chỗ nó sẽ tăng lên số lượng từ 3 lên 4. Khi nhấn vào chi tiết thì chúng ta có thể thấy vì đã có đợt mở bán cho nên các số thứ tự ưu tiên nó sẽ được tự động tạo mà không cần trải qua các bước thanh toán cho mã giữ chỗ. Về phần hình ảnh thì chúng ta có thể xem chi tiết hình ảnh của căn hộ ở trên đây. Chọn vào căn hộ mà chúng ta muốn xem hình ảnh, nhấn vào đường link của hình ảnh. Thì lúc này các hình ảnh về căn hộ sẽ hiện lên. Nhân viên sale có thể giới thiệu trực tiếp cho khách hàng trong màn hình giỏ hàng của Udo. Bên cạnh hình ảnh thì chúng ta cũng có thể xem video của căn hộ bằng cách nhấn vào video. Chúng ta có thể nhấn vào và video sẽ phát trực tiếp trên màn hình của giỏ hàng. Tóm lại thì tính năng giỏ hàng của Udo là một tính năng rất là hữu ích và quan trọng. Nó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về thông tin của căn hộ và trạng thái của nó. Chúng ta có thể xem được giá bán chính thức của căn hộ khi mà đã có đợt mở bán và cho phép chúng ta tạo và giữ chỗ trực tiếp trên màn hình giỏ hàng. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể xem được danh sách giữ chỗ cho một căn hộ bằng cách nhấn vào căn hộ đó. Thì một màn hình sẽ hiển thị lên, nó sẽ hiển thị các thông tin về mã giữ chỗ, khách hàng giữ chỗ, số thứ tự ưu tiên cũng như là nhân viên bán hàng cho sản phẩm này. Chúng ta có thể theo dõi trạng thái của căn hộ dựa trên màu sắc của chúng trên hệ thống một cách rõ ràng và trực quan nhất. Thì đây là nội dung video ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.